Nhà anh cách nhà em một bờ dấu rào, tôi muốn mùa với nắng gió. Và có những hoàng hôn anh ngồi gác cho nhìn trong sáng, em lơ phơi tóc ở vuông rào. Xin chào các bạn, hiện tại bây giờ thì mình đang có mặt tại điểm sinh hoạt đờn ca tài tử thuộc ấp An Quế, xã Thanh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang các bạn. Thì cứ vào mỗi buổi sáng thì những anh em mà đam mê đờn ca tài tử sẽ tập trung lại nhà của Múc đó các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi vào phía bên trong để quay cho các bạn xem. Đến với câu lạc bộ đờn ca tài tử hôm nay thì mình xin giới thiệu với các bạn giọng ca của chú Ngọc Điệu. Và đây là chú Ngọc Điệu nè các bạn. Tôi là Ngọc Điệu, giúp vui một lúc đi lý con sáo và bốn con dòng gỗ về đâu mới tóc người thương. Nhìn trong sáng em lơ phơi tóc ở vuông rào. Mái tóc và người như tờ liễu tranh màu, anh tầm bước mơ cho hoàng hôn cũng chậm. Chỉ nhìn em
lại bờ dấu vườn xưa cũ. Và hoàng hôn kỷ niệm ngày xưa chỉ là một giấc mơ dịu dời ở trong lòng. Còn quên